Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối thứ hai, ngày 2 tháng 1 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, nền kinh tế dần phục hồi sau đại dịch COVID-19, khiến cho chỉ số giá tiêu dùng tăng. Theo đó, chỉ số CPI bình quân năm 2022 trên địa bàn tỉnh tăng 1,73% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, so với năm 2021, nhóm hàng tăng mạnh là giao thông tăng 12,34%, nhóm giáo dục tăng 10,02%, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 3,61%, nhóm hàng may mặc, giày dép và mũ nón tăng 0,90%, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,13%, nhóm hàng thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,39%, văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,46%, riêng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 2,48%. Nguyên nhân các nhóm hàng có biến động tăng là do một số mặt hàng như xăng dầu, ga, giá học phí, giáo dục tăng, nhất là giá của các hoạt động dịch vụ vận tải, hành khách tăng, làm cho chỉ số giá nhóm giao thông tăng mạnh so với bình quân cùng kỳ. Chỉ số giá vàng bình quân năm 2022 tăng 1,89%, chỉ số đô la Mỹ tăng 2,02% so với bình quân cùng kỳ. Việc chỉ số tiêu dùng tăng có ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Đến hết năm 2022, tỉnh Cao Bằng còn trên 37.400 hộ nghèo, chiếm 29%, giảm 5.179 hộ nghèo, tương đương 4,13%, đạt 103% kế hoạch đề ra. Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bằng các giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Năm 2022, công tác giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động chính sách đồng bộ để hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc đầu tư củng cố hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, khuyến khích thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người lao động thuộc các hộ nghèo, tỉnh còn tập trung thực hiện tốt các chính sách nhằm hỗ trợ các hộ nghèo và cận nghèo, đẩy mạnh phát triển sản xuất, mở rộng sinh kế và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục, đào tạo nghề, y tế, nhà ở, nước sạch, tín dụng ưu đãi, trợ giúp pháp lý, ban hành một số chính sách đặc thù nhằm khuyến khích các hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Cụ thể, đã có gần 7.300 lượt hộ nghèo được vay vốn với số tiền gần 396 tỷ đồng, 4.200 lao động được hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm, đạt 350% kế hoạch, trên 4.900 người được đào tạo nghề, gần 42.000 học sinh thuộc hộ nghèo được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp, cấp trên 366.600 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, xây nhà đại đoàn kết cho 1.141 hộ với số tiền 46,2 tỷ đồng, cấp phát gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán và cứu đói giáp hạt cho 27.606 hộ, 114.535 khẩu với trên 1.718 tấn gạo. Năm 2023, toàn tỉnh tiếp tục phấn đấu chỉ tiêu giảm nghèo đạt tỷ lệ 4%, tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng chính sách, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, tiếp tục triển khai đề án xóa nhà tạm, nhà rột nát, thực hiện đồng bộ các giải pháp giúp người dân cải thiện cuộc sống, xóa đói giảm nghèo. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, các hoạt động vận tải hành khách trở lại trạng thái bình thường mới. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải, sản lượng vận chuyển hành khách năm 2022 trên địa bàn tỉnh tăng so với cùng kỳ năm trước. Trên địa bàn tỉnh có 5 loại hình vận tải hành khách, gồm xe khách tuyến cố định, xe taxi, xe buýt, xe khách hợp đồng, xe điện. Tổng số xe tham gia kinh doanh vận tải được cấp phù hiệu do Sở Giao thông Vận tải quản lý là 633 xe, trong đó xe khách tuyến cố định 156 xe, xe khách hợp đồng 44 xe, xe buýt 28 xe, taxi 135 xe, xe điện 30 xe và xe khách ngoài tỉnh chạy đến tỉnh Cao Bằng là 109 xe. Kết quả vận chuyển hành khách trong năm 2022 đạt 35.544 lượt xe so với cùng kỳ năm trước, tăng 1.546 lượt xe, tương đương tăng 5%.
số lượt hành khách đạt 283.475 lượt hành khách, so với cùng kỳ năm trước tăng 25.899 lượt hành khách, tương đương tăng 10%. Thực hiện cao điểm, đảm bảo vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo bến xe khách và các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động lập kế hoạch chuẩn bị nhân lực, tăng cường phương tiện sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại, đồng thời đảm bảo sự công bằng hài hòa lợi ích trên tinh thần hỗ trợ các doanh nghiệp cung ứng được dịch vụ vận tải tốt nhất, phục vụ nhu cầu của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, Ban Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, phấn đấu vận động 10.000 người tham gia hiến máu tình nguyện. Theo kế hoạch tổ chức vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cao Bằng năm 2023, trong năm nay toàn tỉnh phấn đấu tổ chức các chương trình ngày hội tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện khoảng 25 đợt và tiếp nhận 4.500 đơn vị máu, trong đó tổ chức tốt các chiến dịch vận động hiến máu dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng, các hoạt động nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4, chiến dịch những giọt máu hồng hè năm 2023 và tổ chức các hoạt động nhân ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện 14 tháng 6. Để thực hiện có hiệu quả các hoạt động, nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành các văn bản chỉ đạo lãnh đạo công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, giao chỉ tiêu vận động hiến máu năm 2023 cho cấp huyện và các sở ban ngành, đoàn thể, trường học cấp tỉnh, thường xuyên kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện, tuyên truyền thông điệp hiến máu cứu người bắt đầu từ các nhà quản lý, phát triển nâng cao năng lực của các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, phát triển lực lượng tình nguyện viên, mở các lớp tập huấn về công tác vận động hiến máu tình nguyện, tăng cường tuyên truyền, vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng, biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào hiến máu tình nguyện, tăng cường tư vấn, vận động trực tiếp đến các đối tượng đủ điều kiện tham gia hiến máu tình nguyện, vận động khuyến khích người tham gia hiến máu, nhắc lại và đăng ký hiến máu dự bị, phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, đáp ứng, phục vụ nhu cầu máu cho các bệnh nhân. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch An, năm 2022, tổng sản lượng lương thực có hạt trên địa bàn huyện ước đạt trên 16.690 tấn, đạt 104,93% kế hoạch, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Toàn huyện đã thực hiện gieo cấy 2.175 ha lúa, sản lượng ước đạt gần 9.500 tấn, đạt 101,4% kế hoạch, trong đó đã gieo trồng trên 594 ha lúa xuân, năng suất đạt 49,8 tạ một ha, sản lượng đạt gần 3.000 tấn, trồng hơn 1.580 ha lúa mùa, năng suất ước đạt 41,2 tạ một ha, sản lượng ước đạt 6.512 tấn. Ngoài ra, diện tích ngô tăng 12,6% so với kế hoạch, sản lượng đạt 7.218 tấn. Các cây trồng khác như lạc có diện tích 217,5 ha lạc, đạt 101% kế hoạch, năng suất đạt 12,5 tạ 1 ha, sản lượng đạt 271,2 tấn. Độ tương năng suất đạt 10 tạ 1 ha, sản lượng 54,5 tấn. Thạch đen 496,96 ha, đạt 132,5% kế hoạch, năng suất đạt 55,8 tạ 1 ha, sản lượng đạt 2.773 tấn. Năm 2023, huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển nông nghiệp, tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa, phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 15.763,4 tấn, giá trị sản xuất nông nghiệp 1 ha đạt 58 triệu đồng, trồng 400 ha thạch đen, 66 ha đỗ tương, 215 ha lạc, 50 ha sắn, trồng mới 15 ha mía. Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải Cao Bằng đã triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe. Trong năm 2022, đơn vị đã cấp mới 4.023 giấy phép lái xe các loại. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 6 cơ sở đào tạo lái xe, trong đó có 4 cơ sở đào tạo lái xe mô tô, 2 cơ sở đào tạo lái xe ô tô, 1 trung tâm sát hạch ô tô loại 2 và 3 trung tâm sát hạch mô tô loại 3. Chấm điểm bằng thiết bị tự động. Sở Giao thông Vận tải thực hiện giám sát 100% các kỳ sát hạch bằng hệ thống camera được lắp đặt tại trung tâm sát hạch và đều triển khai truyền dữ liệu trực tuyến. Duy trì công tác kiểm tra các trang thiết bị chấm điểm tự động, đảm bảo hoạt động ổn định, chính xác, phục vụ cho các kỳ sát hạch. Năm 2022, Sở Giao thông Vận tải tiến hành cấp mới 4.023 giấy phép lái xe, trong đó hạng A1
1.330 giấy phép lái xe, hạng B1 663 giấy phép lái xe, hạng B2 1.292 giấy phép lái xe, hạng C 738 giấy phép lái xe, cấp đổi 2.801 giấy phép lái xe các loại. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo giám sát các cơ sở đào tạo lái xe hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe trên đường của học viên. Thực hiện cài đặt phần mềm 120 kịch bản mô phỏng các tình huống gây mất an toàn giao thông xảy ra trong thực tế do Bộ Giao thông Vận tải chuyển giao để phục vụ đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô. Hướng dẫn đôn đốc các cơ sở đào tạo lái xe ô tô xây dựng kế hoạch thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư, trang bị cabin học lái xe ô tô đáp ứng lộ trình quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Thưa quý vị và các bạn, khởi công xây dựng từ cuối năm 2020 và chính thức đi vào hoạt động từ cuối tháng 9 năm 2022. Đến nay, phố đi bộ ven sông Bằng, thành phố Cao Bằng đã trở thành là một trong những địa điểm thu hút đông đảo người dân, các bạn trẻ và khách du lịch cả trong lẫn ngoài nước đến tham quan, tham gia trải nghiệm các hoạt động vui chơi giải trí. Xin chào quý vị và các bạn, hiện nay tôi đang có mặt tại phố đi bộ ven sông Bằng. Đây là tuyến mở rộng của tuyến phố đi bộ Kim Đồng, được khởi công xây dựng từ cuối năm 2020 và chính thức được đưa vào hoạt động từ cuối tháng 9 năm 2022. Đến nay, tuyến phố đi bộ ven sông Bằng đã trở thành một địa điểm thu hút được đông đảo người dân, các bạn trẻ cũng như là khách du lịch từ trong và cả ngoài nước đến tham quan và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí. Được xác định là một trong những công trình trọng điểm của thành phố với tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng, cho đến thời điểm hiện tại có thể thấy, công trình phố đi bộ ven sông Bằng đã góp phần làm thay đổi đáng kể bộ mặt của thành phố, tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị. Với tổng chiều dài tuyến lên đến 800 m, chiều rộng trung bình 8 m, ba bến thuyền chạy dọc theo bờ sông Bằng Giang kết hợp cùng với công trình như chòi ngắm cảnh, bồn hoa, cây xanh, đèn chiếu sáng đã tạo nên một không gian lý tưởng để mọi người dạo chơi, thư giãn, thực hiện các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động văn hóa văn nghệ mang tính cộng đồng. Sự xuất hiện của tuyến phố cũng đồng thời tạo ra lợi thế về mặt bằng để các tiểu thương, các hộ gia đình mở các dịch vụ kinh doanh, góp phần phát triển các dịch vụ thương mại, du lịch. Cùng với việc duy trì tuyến phố đi bộ Kim Đồng với các hoạt động văn nghệ, giao lưu văn hóa, các trò chơi dân gian, khu chợ ẩm thực và các gian hàng lưu niệm mang đậm dấu ấn bản sắc Cao Bằng, thì việc đầu tư cơ sở hạ tầng liên kết phố đi bộ ven sông Bằng với tuyến phố đi bộ Kim Đồng đã giúp mở rộng không gian vui chơi, nâng tầm hoạt động của phố đi bộ. Giờ đây, phố đi bộ không chỉ là một địa chỉ quen thuộc cho người dân vào mỗi dịp cuối tuần, mà còn trở thành một địa điểm thu hút, ấn tượng với khách du lịch, góp phần mang những đặc sắc trong văn hóa cũng như ẩm thực Cao Bằng đến gần hơn với các địa phương trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Cô thấy là từ khi phố đi bộ ở ven sông mở ra làm thay đổi toàn bộ cái cảnh quan ở phố đi bộ ven sông này, làm cho Cao Bằng mình thêm nhiều nơi mới mẻ để thu hút được rất là nhiều khách du lịch ở các nơi tới. Nhiều người từ xưa họ chưa biết đến Cao Bằng, nhờ có phố đi bộ mở ra, nhiều người đã biết đến Cao Bằng hơn. Và khi mà phố đi bộ mở ra thì đã thúc đẩy được nhiều về kinh tế, văn hóa để cho dân Cao Bằng mình là càng ngày càng phát triển hơn. Và ẩm thực nữa, mọi người đã biết đến đúng không? Nhiều đặc sản của Cao Bằng nhờ có phố đi bộ mà du khách đã tới nơi và đã đưa những cái đặc sản của Cao Bằng mình về khắp mọi miền của đất nước để người ta biết đến Cao Bằng. Từ đó là nhiều người ở khắp nơi người ta đã đặt mua hàng đặc sản của Cao Bằng, làm cho người dân Cao Bằng kinh tế được phát triển hơn. Là trung tâm văn hóa chính trị của tỉnh, những năm qua, thành phố Cao Bằng không ngừng đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, chú trọng phát triển tốt các dịch vụ du lịch gắn liền với tiềm năng thế mạnh và những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương. Từ đó đưa du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thực hiện một cách hiệu quả các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh.
Công an huyện Hòa An vừa tổ chức hội nghị đánh giá công tác tái hòa nhập cộng đồng, ra soát nhu cầu thực tế hướng nghiệp cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn hai xã Dân Chủ và Trương Lương. Tại xã Dân Chủ có 11 người đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, trong đó có một người đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Hiện nay số tù tha còn án quản lý là 10 người. Xã Trương Lương có 19 đối tượng đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, trong đó 9 người hết án tích, số tái phạm 2 người, số có mặt tại địa phương 13 người, số còn án tích quản lý là 10 người. Công an huyện đã triển khai một số văn bản quy định về luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Các đơn vị đã triển khai tư vấn giới thiệu việc làm, các chương trình vay vốn tạo việc làm, phát triển kinh tế cho những người chấp hành xong án phạt tù. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân trong công tác quản lý giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về nơi cư trú có công ăn việc làm ổn định, xóa bỏ mặc cảm, góp phần làm tốt công tác phòng ngừa tái phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan nhằm giúp các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tiết kiệm thời gian, chi phí, thuận lợi hơn trong hoạt động thông quan hàng hóa và nộp thuế xuất nhập khẩu. Những ngày này, hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng diễn ra khá nhộn nhịp. Là đơn vị mới tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Tà Lùng khoảng 6 tháng nay. Công ty xuất nhập khẩu ô tô Hoàng Huy chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu ô tô nguyên chiếc. Quá trình làm thủ tục thông quan hàng hóa của đơn vị này luôn nhanh chóng bởi mọi thủ tục hải quan đều được thực hiện và xử lý trên môi trường điện tử. Nhờ đó hàng hóa đảm bảo không ùn ứ và được thông quan trong ngày. Tôi thấy cán bộ hải quan chi cục đây tạo điều kiện rất nhiệt tình, giúp đỡ doanh nghiệp chúng tôi hoàn thành các thủ tục thông quan hàng hóa. Còn những cái nào còn vướng mắc khó khăn thì cán bộ hải quan cũng chỉ bảo giúp đỡ nhiệt tình. Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng là cửa khẩu lớn nhất tỉnh. Năm 2022, số thu thuế xuất nhập khẩu của chi cục hải quan cửa khẩu Tà Lùng chiếm trên 90% số thu ngân sách nhà nước của toàn cục hải quan Cao Bằng, đạt trên 2.472 tỷ đồng. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng và cao nhất từ trước đến nay. Số thu tăng mạnh là do mặt hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Trung Quốc mới phát sinh tại đơn vị. Quán triệt thực hiện tuyên ngôn phục vụ khách hàng, chi cục duy trì ổn định hệ thống thông quan tự động VinaVisit, thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến hiệu quả với 213 hồ sơ ở cấp độ 4. Phối hợp chặt chẽ với kho bạc, các ngân hàng thương mại thực hiện nộp thuế điện tử 24/7, đồng thời chủ động đối thoại doanh nghiệp giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan, đặc biệt là đối với mặt hàng ô tô nguyên chiếc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn. Cái mặt hàng mới thì khi mới phát sinh đối với chúng tôi thì cũng là một cái cần phải có sự nỗ lực quyết liệt. Thế thì được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cục cũng như sự đồng hành của gắn bó đoàn kết của lãnh đạo chi cục cũng như tập thể cán bộ công chức trong chi cục, thế thì chúng tôi đã phải thành lập ngay một cái tổ để giải quyết mọi cái vướng mắc của doanh nghiệp, và từ đó thì thống nhất cách giải quyết và nắm được cái tình hình khi mặt hàng này phát sinh, là về kế hoạch nhập khẩu của doanh nghiệp này, về quá trình, về mọi cái thay đổi chính sách của phía Trung Quốc ra làm sao, để từ đó chúng tôi có cái kế hoạch tổ chức thực hiện. Thế thì thứ nhất là chúng tôi phải bố trí anh em trực 24/7 để là nhằm thông quan được cái mặt hàng này một cách nhanh chóng và chính xác. Và hai nữa là nắm bắt được cái tình hình chính sách của phía Trung Quốc để làm sao từ đó có kế hoạch triển khai. Thứ hai nữa là phối hợp với kho bạc nhà nước huyện để là khi mà các doanh nghiệp này chuyển tiền là nộp để cho các lô hàng được thông quan thì nó không bị ách tắc. Thế thì qua đấy thì bằng các giải pháp mà quy trình thủ tục này phải được cải cách này, thu nộp thuế được không bị ách tắc này,
Và từ đấy thì cái lô hàng, tất cả các lô hàng ô tô ấy, của các doanh nghiệp cơ bản đều được là thông quan một cách nhanh chóng. Nhờ rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan đồng bộ đã tạo ra bước đột phá mới về xây dựng môi trường hải quan thông thoáng, thuận lợi, nhanh gọn, chính xác, hiệu quả. Năm 2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng đã thu hút 214 doanh nghiệp đến giao thương, hoạt động xuất nhập khẩu, tăng 57% so với năm trước. Trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Chi cục tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, áp dụng quản lý rủi ro trong tất cả các khâu nghiệp vụ hải quan, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, đồng thời triển khai đầy đủ các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp hướng đến môi trường tự nguyện tuân thủ pháp luật trong cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, giữ vững vai trò là người gác cửa nền kinh tế, góp phần vào sự phát triển của ngành cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổng rà soát kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên phạm vi toàn quốc, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quân tổng kiểm tra rà soát, phối hợp tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị, cơ sở kinh doanh, tiến hành xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh không đảm bảo điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Là một trong những địa bàn có số cơ sở được quản lý về phòng cháy chữa cháy lớn nhất trong tỉnh, theo phân cấp, Công an thành phố Cao Bằng được giao quản lý hơn 1.200 cơ sở, bao gồm các cơ quan, đơn vị và cơ sở kinh doanh. Tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2022, Công an thành phố đã thực hiện kiểm tra rà soát 100% số cơ sở thuộc diện quản lý, kịp thời tuyên truyền nhắc nhở các hành vi không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, góp phần nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy cho các hộ kinh doanh trên địa bàn. Tôi là chủ cửa hàng kinh doanh thì cũng rất là quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy, được sự vận động tuyên truyền của Ủy ban nhân dân phường, nên là cũng kinh doanh là có nhiều thiết bị điện thì cũng chấp hành nghiêm cái phòng cháy chữa cháy, nên là cũng chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn cho cơ sở kinh doanh và con người. Xác định ý nghĩa tầm quan trọng của đợt tổng rà soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lần này, với vai trò là lực lượng nòng cốt, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã chủ trì phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành tổng rà soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh, bao gồm 6.967 cơ sở. Qua công tác kiểm tra, cán bộ kiểm tra trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và xử lý nghiêm các vi phạm về công tác phòng chống cháy nổ. Các lỗi vi phạm thường gặp phải như không có lối thoát nạn thứ hai, sử dụng các loại vật liệu dễ cháy làm vật liệu cách âm, cách nhiệt. Trong đợt tổng rà soát vừa qua, các đơn vị đã xử phạt 75 trường hợp vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với số tiền 50,5 triệu đồng. Tạm đình chỉ hoạt động của 8 đơn vị, bao gồm 6 đơn vị kinh doanh karaoke và 2 nhà nghỉ. Trong thời gian tạm đình chỉ, lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn kiểm tra lại các cơ sở khắc phục tồn tại thiếu sót để loại trừ nguy cơ cháy nổ chủ quan để không xảy ra các sự cố đáng tiếc xảy ra. Thì qua tổng kiểm tra rà soát này, thì toàn lực lượng của cảnh sát phòng cháy cháy, trong đó có cả công an huyện cũng như là công an cấp xã đã kiểm tra và đã chỉ ra những cái tồn tại thiếu sót cho các cơ sở mà cần khắc phục. Trong đó đặc biệt là tập trung vào các cái cơ sở có nguy hiểm, nguy cơ cháy nổ cao như là các cái cơ sở kinh doanh karaoke, dịch vụ liên quan đến công tác phòng cháy cháy như là cửa hàng ga, cửa hàng xăng dầu, các cái hộ đông dân cư và hộ kinh doanh tại nhà ở. Thì hiện nay thì qua kiểm tra chủ yếu các lối vi phạm, đặc biệt là các loại hình kinh doanh karaoke, thì hiện nay trên địa bàn chủ yếu là theo cái vi phạm theo cái thông tư 147 của Bộ Công an quy định, trong đó chủ yếu là lối thoát nạn thứ hai là cái việc mà sử dụng các cái vật liệu dễ bắt cháy làm các vật liệu cách âm, cách nhiệt,
Và cái điểm thứ ba đó là các cái hệ thống báo cháy không được trang bị, cũng như là các cái hệ thống chữa cháy ở trong nhà và ngoài nhà chưa được trang bị. Chúng tôi cũng đã chỉ ra những cái ưu điểm, khuyết điểm tồn tại trong cái vấn đề kiểm tra đợt này, và từ đó chỉ ra những cái biện pháp khắc phục, đề nghị khắc phục trong thời gian tới. Và đặc biệt là hiện nay đã tạm đình chỉ 6 cơ sở kinh doanh karaoke và 2 cơ sở nhà nghỉ không đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy cháy. Phương hướng trước mắt và thời gian tới, đề nghị các cái cá nhân, tổ chức, hộ gia đình và các cơ quan cần tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy cháy trong thời gian tới, đặc biệt là trong dịp mùa hanh khô cũng như là Tết Nguyên đán Quý Mão sắp tới. Thời gian tới, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và thời điểm lễ hội đầu xuân, lực lượng công an trong toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân. Thường xuyên chú trọng củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ, góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy nổ xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, Tết hạnh phúc, Tết sum vầy nơi biên giới vùng cao là một trong những dự án thiện nguyện ý nghĩa được Hoa hậu Lương Thủy Linh thực hiện, kết nối với người dân vùng cao Ba Đồn biên phòng tại Cao Bằng. Trên hành trình gieo yêu thương của mình, Hoa hậu Lương Thủy Linh đã đem đến nhiều niềm vui, là nguồn động viên tinh thần cho những người đang ngày đêm canh giữ vùng biên cương của Tổ quốc. Điểm dừng chân đầu tiên của hành trình Tết Hạnh Phúc, Tết Sum Vầy là đồn biên phòng Ngọc Trung, huyện Trùng Khánh. Sau hàng ngàn cây số trở về thăm quê hương với dự án mang nhiều niềm vui và hạnh phúc. Trong cái bắt tay ấm áp nghĩa tình của chiều biên giới, Hoa hậu Lương Thủy Linh được các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Ngọc Trung tiếp đón nồng ấm. Nhiều tiết mục biểu diễn văn nghệ mang đậm bản sắc truyền thống quê hương Cao Bằng và hình ảnh bộ đội Cụ Hồ được nhân dân địa phương và các cán bộ chiến sĩ biên phòng biểu diễn. Trong tiết trời lạnh giá của vùng núi cao, bên ngọn lửa bập bùng cháy, những vòng tay yêu thương cứ thế được nối dài. Đã lâu rồi các cán bộ chiến sĩ biên phòng và bà con vùng cao mới có một đêm giao lưu ấm áp nghĩa tình đến vậy. Tiếp nối hành trình, nhiều phần quà được Hoa hậu Lương Thủy Linh, công ty Sen Vàng và các nhà hảo tâm trao tận tay cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều chiếc áo ấm được đoàn dành tặng cho cán bộ chiến sĩ trong những đêm gác lạnh ngoài trời. Những phần quà thiết thực ý nghĩa và đong đầy tình yêu thương đổi lại lấy niềm vui và hạnh phúc trên từng gương mặt. Thì Linh đang cảm thấy rất là vui khi mà hành trình hạnh phúc của mình thực ra là cũng khá là ngắn, nhưng mà cũng đã đi được tới rất là nhiều điểm, rất là nhiều đồn biên phòng và gặp gỡ rất là nhiều người dân. Khi mà được đón một cái Tết cùng với những đồng chí biên phòng cũng như là những người dân ở khu vực biên giới thì Linh cảm thấy vô cùng ấm cúng. Mặc dù là những ngày qua thì thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, nhưng mà Linh tin là tất cả mọi người đến dự cái Tết hạnh phúc của Linh thì cũng đang cảm thấy rất là ấm cúng. Những ngày vừa rồi thì Linh cũng đã mang những cái phần quà có giá trị nho nhỏ thôi, nhưng mà Linh cũng mong muốn là nó đã tạo ra một cái giá trị tinh thần lớn để có thể động viên những chiến sĩ biên phòng cũng như là những người dân ở khu vực biên giới sẽ có những cái ngày Tết ấm no hơn, ấm cúng hơn và vui hơn. Đồng thời là Linh cũng mong là các đồng chí biên phòng cũng sẽ có thể vững tin và có thêm như kiểu là có thêm sức mạnh để có thể thực hiện những cái nghĩa vụ và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc khi mà đang phải ở một cái nơi rất là xa xôi hẻo lánh, cũng như là phải xa cách gia đình trong một khoảng thời gian rất là dài. Hành trình Tết hạnh phúc càng trở nên ý nghĩa hơn khi các cán bộ chiến sĩ, người dân địa phương và Hoa hậu Lương Thủy Linh tự tay làm những chiếc bánh cổ truyền của dân tộc như bánh khảo, bánh chưng, cùng tất bật cho mâm cơm tất niên sớm tại vùng biên giới Cao Bằng. Cán bộ chiến sĩ và bà con đã nhận được những tình cảm hết sức là đầm ấm của cá nhân Hoa hậu Lương Thủy Linh và đoàn công tác. Hoa hậu đã mang đến mùa xuân nơi biên giới, phải nói thực sự là những cái tình cảm mà không thể nào mà đong được. Với những ý nghĩa đó thì Tết năm nay thì cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân sẽ có một cái Tết thực sự là đầm ấm,
ngoài những cái phần quà, phần việc đã tặng cho cán bộ chiến sĩ cũng như là bà con nhân dân, thì những tấm áo ấm sẽ làm cho cán bộ chiến sĩ yên tâm hơn, có những phần quà thật ý nghĩa. Chúng tôi nhận thức được rằng là cái tình cảm của Hoa hậu gửi lên, gửi gắm cho cán bộ chiến sĩ cũng như bà con là hết sức lớn lao. Và chúng tôi cũng sẽ cùng bà con nhân dân chung tay xây dựng quê hương nơi biên giới thật vững mạnh. Dự án mang Tết hạnh phúc, Tết sum vầy đến với các cán bộ chiến sĩ và bà con vùng cao dọc tuyến biên giới phía đông bắc của Tổ quốc chính thức khép lại. Năm nay sẽ là cái Tết đong đầy yêu thương của nghĩa tình quân dân. Cái Tết nồng ấm với những dấu ấn đậm sâu trong tiết trời lạnh giá của những ngày cuối năm. Chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.